giờ phút đón giao thừa đã đến. Không tủ. Hôm nay nó cầu truyền hình mà nó quay cũng không được nét nhỉ. Tiếng có tivi để bé nhỉ. Bà đây ngồi đi. Đây tập trung. Đang cũng giao thừa chứ, giao thừa bà đây ngồi. Chúc Tết của chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chuẩn bị nghe và chiến sĩ cả nước hôm nay. Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Mão của dân tộc, tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền của Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.